13. Phẩm Mahātát. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì duyên cớ gì mà Bồ Tát lại còn gọi là Mahātát? Phật bảo: Thiện hiện Bồ Tát ở trong chúng đại hữu tình nhất định sẽ là thượng thủ, vì lý do đó nên lại còn gọi là Mahātát. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những ai là chúng đại hữu tình mà Bồ Tát ở trong đó nhất định là thượng thủ? Phật bảo: Thiện hiện chúng đại hữu tình đó là bậc trụ chủng tánh thứ 8, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác và các đại Bồ Tát, từ sơ phát tâm cho đến bậc bất thối chuyển, đó gọi là chúng đại hữu tình. Bồ Tát ở trong chúng đại hữu tình như vậy nhất định là thượng thủ, nên còn gọi là Mahātát. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát như vậy, vì nhân duyên gì mà ở trong chúng đại hữu tình nhất định được làm thượng thủ? Phật bảo: Thiện hiện, vì đại Bồ Tát này phát tâm kim cang dụ, quyết chẳng thối hoại, vì do tâm này mà ở trong chúng đại hữu tình nhất định được làm thượng thủ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là tâm kim cang dụ của đại Bồ Tát? Phật bảo: Thiện hiện, nếu đại Bồ Tát sanh tâm thế này, ta phải mặc áo giáp kiên cố ở trong cánh đồng sanh tử mênh mông, đập phá vô lượng oán địch phiền não, ta phải làm khô cạn biển lớn sanh tử sâu rộng vô cùng, ta phải xả bỏ tất cả gánh nặng về thân mạng của cải trong ngoài, ta phải đem tâm bình đẳng làm việc lợi ích lớn cho tất cả hữu tình, ta phải dùng pháp ba thừa cứu độ tất cả hữu tình, khiến họ đều ở cõi vô dư y niết bàn mà nhập niết bàn. Tuy ta phải dùng pháp ba thừa khiến tất cả hữu tình được diệt độ, nhưng thật ra chẳng thấy có hữu tình nào được diệt độ. Ta phải hiểu rõ như thật đối với tất cả pháp là vô sanh vô diệt. Ta nên chuyên thuần lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành sáu pháp ba la mật đa. Ta phải tu học tất cả pháp cho thông đạt rốt ráo, biến nhập diệu trí. Ta phải thông đạt pháp môn đạt đến nhất lý của tất cả pháp tướng. Ta phải thông đạt pháp môn đạt đến nhị lý của tất cả pháp tướng, cho đến pháp môn đạt đến vô biên lý. Ta phải đối với tất cả pháp tu học cho thông đạt diệu trí của pháp đạt đến nhất lý. Ta phải đối với tất cả pháp tu học cho thông đạt diệu trí của pháp môn đạt đến nhị lý, cho đến thông đạt diệu trí của pháp môn đạt đến vô biên lý. Ta phải tu học dẫn phát pháp môn tịnh lự vô biên, pháp môn vô sắc vô lượng. Ta phải tu học dẫn phát pháp 37 bồ đề phần vô biên, ba pháp môn giải thoát, sáu pháp môn đáo bỉ ngạn. Ta phải tu học dẫn phát vô biên pháp môn, năm loại mắt, sáu phép thần thông, 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, như vậy gọi là tâm kim cang dụ của đại Bồ Tát. Nếu đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong tâm này, cũng chẳng tự ỷ lại mà sanh kiêu căng, thì ở trong chúng đại hữu tình nhất định được làm thượng thủ. Lại nữa thiện hiện, nếu đại Bồ Tát sanh tâm thế này, trong tất cả loài địa ngục, bàng sanh quỷ giới, người trời, các loài hữu tình nào chịu khổ não, ta phải chịu thay để họ được an lạc. Nếu đại Bồ Tát sanh tâm thế này, ta phải vì một hữu tình mà trải qua vô lượng trăm ngàn vô số đại kiếp, chịu các sự đau khổ kịch liệt trong các địa ngục, dùng vô số phương tiện giáo hóa, khiến chứng vô dư niết bàn. Lần lượt như vậy, vì tất cả hữu tình, cứ mỗi hữu tình phải trải qua vô lượng trăm ngàn vô số đại kiếp, chịu những sự đau khổ kịch liệt trong các địa ngục. Cũng vì từng hữu tình dùng vô số phương tiện giáo hóa khiến chứng được vô dư niết bàn, làm việc này rồi tự trồng căn lành, lại trải qua vô lượng trăm ngàn vô số đại kiếp, hoàn thành tư lương để tu tập bồ đề, sau đó mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, như vậy gọi là tâm kim cang dụ của đại Bồ Tát. Nếu đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong tâm này, cũng chẳng tự ỷ lại mà sanh kiêu căng, thì ở trong chúng đại hữu tình nhất định được làm thượng thủ. Lại nữa thiện hiện, vì đại Bồ Tát này phát tâm thủ thắng quảng đại, quyết chẳng thối hoại, do vì tâm này nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định được làm thượng thủ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tâm thủ thắng quảng đại của đại Bồ Tát? Phật bảo: Thiện hiện, nếu đại Bồ Tát sanh tâm thế này, ta nên từ sơ phát tâm cho đến khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, trong khoảng thời gian này thể chẳng khởi tâm tham dục,
tâm sân nhuế, tâm ngu si, tâm phẫn, tâm hận, tâm phú, tâm não, tâm cuống, tâm xiểm, tâm tật, tâm san, tâm kiêu, tâm hại, tâm kiến mạng, vân vân, cũng lại chẳng khởi tâm hướng đến bậc thanh văn độc giác. Tỷ này thiện hiện như vậy gọi là tâm thủ thắng quảng đại của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong tâm này cũng chẳng ỷ lại mà sanh kiêu căng, thì ở trong chúng đại hữu tình nhất định được làm thượng thủ. Lại nữa thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này phát tâm chẳng thể khuynh động, quyết chẳng thối hoại, do vì tâm này nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định được làm thượng thủ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tâm chẳng thể khuynh động của Đại Bồ Tát? Phật bảo, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát sanh tâm thế này, ta lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tập, phát khởi tất cả sự tu hành và ứng dụng trong làm việc, thì này thiện hiện, như vậy gọi là tâm chẳng thể khuynh động của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện an trú trong tâm này, cũng chẳng tự ỷ lại mà sanh kiêu căng, thì ở trong chúng đại hữu tình nhất định được làm thượng thủ. Lại nữa thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này phát tâm lợi ích an lạc, quyết chẳng khuynh động, do vì tâm này nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định được làm thượng thủ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tâm lợi ích an lạc của Đại Bồ Tát? Phật bảo, thiện hiện, nếu như Đại Bồ Tát sanh tâm thế này, ta phải cùng tận đời vị lai đối với tất cả hữu tình làm chỗ nương, làm chiếc cầu, làm con thuyền, làm bờ bến, làm hài đảo, cứu giúp che chở họ, thường chẳng xa lìa, thì này thiện hiện, như vậy gọi là tâm lợi ích an lạc của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện an trú trong tâm này, cũng chẳng tự ỷ lại mà sanh kiêu căng, thì ở trong chúng đại hữu tình nhất định được làm thượng thủ. Lại nữa thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thường hay thích pháp, ưa pháp, vui mừng với pháp, hoan hỷ với pháp, do vì duyên này nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định được làm thượng thủ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, những pháp nào và vì sao Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thường đối với pháp ấy ưa thích, vui mừng, hoan hỷ? Phật bảo, thiện hiện, cái mà gọi là pháp đó là tất cả hữu tình và pháp sắc, phi sắc đều không có tự tánh và chẳng thể nắm bắt được. Thật tướng chẳng hoại đó gọi là pháp. Nói là thích pháp nghĩa là đối với pháp ấy khởi lên sự ham muốn, mong mỏi, tìm cầu. Nói là ưa pháp nghĩa là đối với pháp ấy khen ngợi công đức. Nói là vui mừng với pháp nghĩa là đối với pháp ấy vui mừng, tin tưởng, thọ trì. Nói là hoan hỷ với pháp nghĩa là đối với pháp ấy hâm mộ và hết lòng tu tập. Thiện hiện như vậy, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, thường hay thích pháp, ưa pháp, vui mừng với pháp, hoan hỷ với pháp, cũng chẳng tự ỷ lại mà sanh kiêu căng, nên ở trong chúng đại hữu tình nhất định được làm thượng thủ. Lại nữa thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định được làm thượng thủ. Lại nữa, thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định được làm thượng thủ. Lại nữa, thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định được làm thượng thủ. Lại nữa thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định được làm thượng thủ. Lại nữa thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định được làm thượng thủ.
Lại nữa thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong năm loại mắt, sáu phép thần thông, nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định được làm thượng thủ. Lại nữa thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định được làm thượng thủ. Lại nữa thiện hiện, vì Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong Tam Ma Địa Kim Cang Dụ, cho đến lấy vô sở đắc làm phương tiện, an trú trong Tam Ma Địa Vô Trước, Vô Vi, Vô Nhiễm, giải thoát như hư không, nên được ở trong chúng đại hữu tình và nhất định được làm thượng thủ. Thiện hiện, vì các nhân duyên như vậy nên Đại Bồ Tát này ở trong chúng đại hữu tình nhất định được làm thượng thủ. Thiện hiện, vì vậy Bồ Tát lại còn gọi là Ma Ha Tát. Lúc bấy giờ cụ thọ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con cũng muốn nói do nghĩa này nên Bồ Tát còn gọi là Ma Ha Tát. Phật bảo: Xá Lợi Tử, tùy ý ông cứ nói. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, do các Bồ Tát thường vì hữu tình lấy vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp dứt trừ kiến chấp về ngã, kiến chấp hữu tình, kiến chấp dòng sinh mạng, kiến chấp sự sanh, kiến chấp sự dưỡng, kiến chấp sự trưởng thành, kiến chấp chủ thể luân hồi, kiến chấp người do người sanh, kiến chấp ngã tối thắng, kiến chấp khả năng làm việc, kiến chấp khả năng khiến người làm việc, kiến chấp khả năng tạo nghiệp, kiến chấp khả năng khiến người tạo nghiệp, kiến chấp tự thọ quả báo, kiến chấp khiến người thọ quả báo, kiến chấp cái biết, cái thấy,